chào các bác ạ. Hôm nay em sẽ hướng dẫn cho các bác cách sử dụng bộ van ngoài K12 được cung cấp bởi shop Đăng Phương Auto. Với bộ cảm biến áp suất lốp này thì sử dụng van ngoài lắp đặt rất dễ và đơn giản. Thứ nhất là đây là màn hình hiển thị ạ. Màn hình hiển thị. Tiếp theo đó là một miếng chống trượt đặt ở dưới này để khi mà chúng ta lắp đặt xong chúng ta đặt trên tắp lô nó sẽ không bị di chuyển nữa. Đây là miếng chống trượt. Tiếp theo đó là bốn cái van đây ạ. Đây là bốn van ngoài lắp đặt vào trong các cái vị trí. Đây ạ. Đây là các vị trí trước trái được đánh dấu ạ, trước phải hoặc là sau trái sau phải đều được đánh dấu. Với bộ này thì trước khi chúng ta lắp là chúng ta sẽ bật nguồn nó lên nhá. Đây là có các phím như là nút trừ, nút cộng và phím set, tức là cài đặt. Thì chúng ta sẽ ấn nút trừ để bật nguồn lên. Đấy. Khi chúng ta lên nguồn rồi, đang ở PSI, đây là chế độ này thì chúng ta sẽ có thể chuyển đổi sang chế độ 3. Giữ nút set này. Khi kêu tít người ta bỏ ra thì chúng ta chuyển bằng phím cộng này ạ. Thì sẽ sang chế độ của 3. Đây ạ. Chúng ta sẽ sang chế độ của 3. Thì khi sang 3 rồi thì chúng ta giữ cái nút set này để trở lại màn hình chính. Đấy. Khi chúng ta bật lên thì sẽ như thế này. Nhìn thấy gì không? Bước tiếp theo là chúng ta sẽ để đây và chúng ta đi lắp các đầu van ạ. Với bộ này thì sẽ có em quay vào đây thôi. Bộ này sẽ có ốc để chống trộm nhé. Thì chúng ta sẽ bắt vào bên trong. Chúng ta sẽ xoay ốc này vào phía trong. Tiếp theo thì chúng ta sẽ bắt cái này vào. Với những trường hợp mà khi chúng bắt vào không nhận nhé, thì chúng ta sẽ xoáy ra. Chúng ta giữ nút cộng này ạ, giữ nút cộng này. Sang cài ID. Đây ạ. Màn hình sẽ hiển thị chữ ID và các thông số. Thì trong trường hợp này thì lốp trước bên trái đang nháy đây ạ. Khi lốp trước đang nháy thì chúng ta sẽ xoáy vào. Khi nào kêu tít một cái là sẽ nhận ạ. Đấy. Đã nhận trước lốp trước bên trái. Tiếp theo thì chúng ta sẽ di chuyển sang lốp trước bên phải bằng giúp lấu cộng này ạ. Khi đó thì màn hình sẽ nháy bên phải đây ạ. Thì chúng ta sẽ tiến hành lắp bên phải nhé. Chúng ta cũng sẽ thực hiện thao tác là xoáy cái ốc vào bên trong. Sau đó thì chúng ta sẽ lắp đầu van vào ạ. Đấy, kêu tít một cái tức là đã nhận rồi. Tiếp theo thì chúng ta di chuyển xuống sau bên phải bằng dấu cộng này. Đây ạ. Sau bên phải chúng ta cũng sẽ bắt cái ốc này vào bên trong. Sau đó thì chúng ta sẽ xoáy cái này vào. Đây ạ. Khi tít một cái thì đã nhận rồi. Tiếp theo thì chúng ta sẽ di chuyển sang bên trái. Đấy. Kêu tít mà đã nhận rồi. Khi chúng ta đủ 4 lốp thì chúng ta sẽ giữ nút set này. Đấy ạ. Vậy là lốp đã lên đủ. Trong trường hợp này thì sẽ có một lốp trước bên phải đang chỉ có 1 cân 7 thôi thì nó sẽ nháy cho các bác biết là lốp này đang lon, không đủ áp suất. Tiếp theo thì đây là lốp trước bên trái, lốp sau bên trái và hai lốp bên phải đây ạ.
thông số 25 này là nhiệt độ nhé, 25-24 này là nhiệt độ của 4 lốp được hiển thị trên này màn hình này. Thì trong hợp này lốp này đang nháy nhé, em sẽ thực hiện bơm lốp này lên 2 cân 3. Sẽ xoáy ra bình thường, sau đó thì chúng ta tiến hành bơm. Chúng ta bơm lên, bơm đủ 2 cân 3 thì chúng ta sẽ lắp van vào. Đấy, hiện tại thì đang bị nháy tiếp vì chúng ta bơm lên tận 3 cân 1, quá căng so với cái quy định của nhà sản xuất, thường thì sẽ rơi vào 2 cân 2, 2 cân 3, 2 cân rưỡi thôi. Thì trong trường hợp này thì chúng ta biết là nó căng quá thì chúng ta sẽ xì bớt hơi ra. Khi chúng ta xì ra, chúng ta xì cho nó đủ 2 cân 3 thì chúng ta sẽ xoáy vào. Đấy, chỉ cần xoáy như này là sẽ tự động nhận. Hiện tại đang là 2 cân 4. 2 cân 4 thì sẽ không cảnh báo nữa, vì là trong cái khung chúng ta điều chỉnh từ 1 cân 8 tới 3 cân. Quá 3 cân nó sẽ nháy và dưới 1 cân 8 sẽ nháy. Thì đấy, thì 2 cân 4 nó sẽ không nháy nữa. Nhưng chúng ta vẫn để đảm bảo chúng ta sẽ phải xì cho nó đủ xuống còn 2 cân hoặc 2 cân 3. Sử dụng đơn giản chỉ cần như vậy là chúng ta sẽ sử dụng được bộ K12 thương hiệu kênh Auto của Đăng Phương Auto cung cấp tại Việt Nam. Cảm ơn các bác đã theo dõi video. Các bác cần tư vấn hỗ trợ về sản phẩm, hỗ trợ về lắp đặt thì có thể để lại thông tin ạ. Bên em sẽ có nhân viên tư vấn nhé. Em xin cảm ơn.